Sáng ngày 6 tháng 11, nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn tiếp tục tổ chức buổi hội thảo đi tìm diện mạo du lịch an toàn tại Cần Thơ với sự góp mặt của các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng của thành phố Cần Thơ nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Vấn đề chung được đặt ra trong hội thảo là tìm biện pháp để các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, giúp củng cố một trong những lợi thế cạnh tranh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Đó là sự an toàn dựa trên kết quả kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 cho đến thời điểm này. Đồng thời, các diễn giả tham gia hội thảo đều thống nhất cần có một bộ quy chuẩn chung về an toàn được áp dụng chung cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết tính đến tháng 10 năm 2020, đã có 72 đơn vị trên địa bàn, trong đó có 36 cơ sở lưu trú, 20 doanh nghiệp lữ hành đã đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn. Tuy nhiên, so với con số 200 cơ sở lưu trú đang hoạt động tại Cần Thơ, thì số doanh nghiệp đăng ký thực hiện các tiêu chí an toàn còn quá khiêm tốn. Các cơ sở cũng tự nguyện và cùng nhau để áp dụng những cái tiêu chuẩn về an toàn vào hoạt động của mình. Tuy nhiên, cái sự liên kết theo tiêu chuẩn thì nó cũng chưa có rõ nét lắm. Do đó cần có một sự gắn kết giữa các đơn vị đầu mối để cho nó đảm bảo nó cái việc thực hiện nó được đồng đều hơn. Du lịch nó là một cái ngành kinh tế tổng hợp và nó gắn kết rất nhiều ngành. Nếu như một khâu, một chuỗi, một địa bàn nào mà mất an toàn thì nó sẽ dẫn đến mất an toàn hệ thống. Hiệp hội xem đây là một trong những cái nhiệm vụ để phối hợp với các doanh nghiệp, các tác nhân trong chuỗi du lịch cũng như cùng với chính quyền để triển khai những cái hoạt động liên kết. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có một mạng lưới liên kết các doanh nghiệp trong ngành du lịch tự nguyện thực hiện các tiêu chí an toàn. Như vậy, không chỉ các doanh nghiệp trong liên kết này an tâm khi sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp khác, mà khách du lịch sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp trong mạng lưới cũng phần nào gỡ bỏ e ngại về an toàn khi đi du lịch. Nếu như một đơn vị lữ hành chỉ xây dựng cái sản phẩm mà không có sự chung tay của các cái đối tác cung ứng dịch vụ, thì chúng tôi không thể nào đưa ra thị trường một cái sản phẩm mà được truyền thông là an toàn được hết. Tôi nghĩ rằng nó phải có một cái bộ tiêu chí an toàn để chúng ta xác định rằng nó là cái gì. Và chúng tôi với tư cách là tôi là giám đốc của công ty du lịch Vòng Đoàn Việt nhưng cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, nơi chúng tôi có gần 1.000 doanh nghiệp và chúng tôi rất là sẵn lòng trong cái việc tham gia với là Sài Gòn Times để mà làm cái liên minh này. Kết thúc buổi hội thảo, các diễn giả doanh nghiệp đều cho rằng cần nhanh chóng tạo ra mạng lưới các doanh nghiệp đồng lòng tự nguyện thực hiện những tiêu chuẩn an toàn chung cũng như đảm bảo cơ chế phản hồi thông suốt từ khách hàng trên nền công nghệ hiện đại.